ngày 18 tháng 7, Đảng bộ xã Tân Dương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5, sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tại lễ trao huy hiệu Đảng, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 2 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã Tân Dương. Trong đó, có một đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã Tân Dương đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đời sống của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đã hoàn thành. Cụ thể như GRDP bình quân đầu người đến nay đạt 80 triệu đồng, đạt 100% so với nghị quyết đề ra. Diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì 37 ha, sản lượng đạt 42 tấn trên năm, đạt 100% so với nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,71% trên 1,2% mỗi năm, đạt 392,5% so với nghị quyết. Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân hàng năm 2,79 trên 1%, đạt 279% so với nghị quyết. Xã thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Dương tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ kinh tế cá thể đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cũng trong dịp này, Đảng bộ xã Tân Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.